Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày, đừng rời mắt khỏi màn hình. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Miếng cá, miếng thịt ở trường của trẻ. Thưa quý vị và các bạn, 3-4 miếng cá chiên bé bằng hai đầu ngón tay chụm lại, một miếng giò lụa rất mỏng lọt thỏm trên chiếc khay inox 5 ngăn, một ít khoai tây thái mỏng xào và một ít canh có vài sợi giá đỗ. Đó là tất cả suất cơm bán trú trị giá 32.000 đồng dành cho học sinh trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Nhìn vào hình ảnh trên, không ai không ngạc nhiên sửng sốt. Với trẻ học cấp 2 đang tuổi phát triển mạnh, thông thường ăn không biết no là gì, thì với suất ăn này làm sao trụ nổi với chế độ học hành, vận động liên tục ở trường học. Không rõ vật giá có đang leo thang hay giá cả tại Hà Nội có đắt đỏ quá mức hay không, nhưng với định lượng như trên, cùng cách trình bày quả thực tạo cảm giác rất phản cảm. Đặt bên cạnh suất ăn khi đã điều chỉnh, rõ ràng có sự khác biệt chênh lệch lớn. Điều đáng nói là phụ huynh chỉ biết về tình trạng sơ sài của suất ăn bán trú nói trên sau khi kiểm tra bếp ăn đột xuất. Giả sử như không có sự giám sát của phụ huynh thì tình trạng trên sẽ kéo dài ra sao? Ở đây một lần nữa cho thấy vai trò của ban đại diện phụ huynh trong việc đảm bảo quyền lợi cho chính học sinh con em mình. Sự minh bạch và trung thực là điều kiện đương nhiên cần và phải có trong môi trường trường học. Song ở một số lĩnh vực tiềm ẩn phát sinh vấn đề thì nên có bên thứ ba giám sát. Theo đó, việc tham dự thường xuyên và chủ động của đại diện phụ huynh học sinh trong công tác kiểm tra bếp ăn nhà trường là cần thiết và hợp lý. Hơn ai hết, phụ huynh có quyền được biết và để đảm bảo không có góc tối, không có một bí mật nào ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Ở trường hợp nói trên, nhà trường và đại diện phụ huynh đã làm việc với công ty cung cấp suất ăn. Phía công ty xác nhận hôm đó do người chia suất ăn chia chưa được đồng đều nên có một số khay thức ăn bị ít thức ăn. Như vậy, phải chăng lỗi chỉ thuộc về người chia thức ăn và tình trạng thức ăn lèo tèo cũng chỉ xảy ra vào một thời điểm hy hữu, ở một số khay chứ không phải là tất cả. Sau sự việc, nhà trường nhận lỗi chưa bố trí cán bộ giám sát trong khâu chia khẩu phần ăn, còn công ty đã tổ chức rút kinh nghiệm và nhận thiếu sót, cử bổ sung người về giám sát bếp ăn, tóm lại là rút kinh nghiệm. Có thể còn lấn cấn, chưa thực sự thuyết phục trong cách giải thích của phía nhà trường, cũng như từ công ty cung cấp suất ăn, nhưng ít nhất là đã có sự cầu thị, tiếp thu và thay đổi. Trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa chỉ là một trường hợp. Nhìn lại thời gian qua, có biết bao vụ việc ồn ào liên quan đến suất ăn của học sinh tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước. Bức xúc của phụ huynh ở đâu cũng giống nhau, xuất phát từ những lý do na ná. Vậy mà sao tình trạng lùm xùm đó vẫn xảy ra, vẫn tiếp diễn? Đành rằng tổ chức suất ăn cho tập thể sẽ có nhiều vấn đề gây bàn cãi, tranh luận từ yếu tố định lượng, sự đa dạng của suất ăn, vệ sinh, cách trình bày cho đến sự cân bằng dinh dưỡng. Tuy nhiên, tất cả đều cần phải có chừng mực và hợp lý. Dư luận đặt câu hỏi, có hay chăng tồn tại điều khoản ngoài hợp đồng giữa công ty cung cấp suất ăn với nhà trường nào đó, có hay không phần trăm hoa hồng, các khoản phí trong phí khiến cho suất cơm mỗi học sinh vơi đi vài miếng thịt, chỗ vài miếng cá. Phụ huynh sở dĩ đăng ký cho con ăn bán trú ở trường, một phần do vấn đề đưa đón, do khoảng cách đi lại, do tạo thuận lợi cho con cái có thời gian ngủ trưa, nhưng hơn cả là sự tín nhiệm và tin tưởng vào nhà trường. Phụ huynh tin con em mình sẽ được nhà trường chăm sóc tốt, dẫu có hao hụt đi trong tài khoản 10 đến 20.000 đồng mỗi ngày, phụ huynh sẽ không quá để tâm, nhưng khi suất ăn của con bị giảm khẩu phần tương ứng, họ không thể không lo, không buồn, không thể không bức xúc phẫn nộ. Vậy nên, lãnh đạo nhà trường để xảy ra tình trạng suất ăn học sinh lèo tèo, không đảm bảo định lượng, chất lượng là đã thất tín với phụ huynh, khiến danh dự các bên liên quan đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, với mỗi sự việc liên quan đều cần phải xác định kỹ càng, chi tiết về những khâu xảy ra sai sót hoặc sai phạm để xử lý theo đúng tính chất mức độ. Một mặt tạo tính răn đe, mặt khác nhằm rộng đường dư luận, tránh trường hợp cá nhân tổ chức bị ngờ vực nghi oan. Thử nghĩ xem, mỗi một lần xảy ra ồn ào lùm xùm chuyện ăn uống, người lớn, nhà trường doanh nghiệp rút kinh nghiệm, có nơi hiệu trưởng đăng thư ngỏ lời xin lỗi, còn trẻ em, học sinh thì sao? Việc của trẻ là lớn lên, là trưởng thành, lớn lên về trí tuệ nhưng còn phải lớn lên cả về thể chất. Trẻ là trung tâm nhưng lại không có quyền tự quyết, không có lựa chọn và nếu như vì lý do nào đó, cố ý hoặc vô tình mà suất ăn bị bớt xén, không đủ dinh dưỡng, thậm chí là không đủ vệ sinh an toàn thực phẩm, kết quả trẻ em là người gánh chịu. Xã hội dù luôn tồn tại sự đấu tranh, giằng co về lợi ích, nếu đâu đó còn tình trạng ăn không từ thứ gì, thì xin rằng đừng bao giờ xâm phạm đến quyền và lợi ích, trong đó có bát cơm của trẻ. Vụ sạt lở ta luy khiến hai người tử vong ở Đà Lạt, khởi tố ba cán bộ.
Quý vị thân mến, mới đây Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với 3 cán bộ liên quan đến vụ sạt lở ta luy khiến 2 người tử vong hồi cuối tháng 6 tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10. 3 cán bộ bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Mạc Phương Hải, sinh năm 1984, Trần Quốc Hà, sinh năm 1996, cùng công tác tại Phòng Quản lý Đô thị thành phố Đà Lạt, và Võ Khánh Toàn, sinh năm 1984, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 10, thành phố Đà Lạt. Theo điều tra ban đầu, trước khi xảy ra sự cố, ông Hải và ông Hà phối hợp với cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 10 kiểm tra công trình xây dựng tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10. Quá trình kiểm tra, 3 người đã không đối chiếu hồ sơ thiết kế, thi công thực tế, giấy phép xây dựng, từ đó không phát hiện sai phạm nên vẫn để công trình tiếp tục được thi công. Rạng sáng 29 tháng 6, công trình đã xảy ra sự cố khiến 2 vợ chồng đều là công nhân công trình bị đất đá vùi lấp, tử vong. Sự cố cũng khiến 5 người bị thương và nhiều ngôi nhà xung quanh bị ảnh hưởng hư hỏng. Ngày 2 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 13 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Uy Vũ, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy bị sập, và ông Dương Viết Phong, giám sát thi công công trình. Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm 15 ngư dân mất tích trên biển. Quý vị thân mến, mới đây, 2 tàu cá bị đánh chìm do sóng lớn và lốc xoáy khiến gần 80 ngư dân gặp nạn. Phần lớn đã được các tàu ngoài hiện trường cứu nạn an toàn, nhưng hiện còn 15 ngư dân mất tích. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân trên 2 tàu cá của Việt Nam chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây. Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, vào khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 10, tàu QNA-90927TS bị sóng đánh chìm tại khu vực cách Bắc Tây Bắc đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý. Lực lượng cứu nạn cho biết 37 ngư dân đã được tàu QNA-91782TC cứu vớt, còn một ngư dân đang mất tích. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, tàu QNA-90129TS bị chìm do lốc xoáy tại khu vực cách Đông Bắc đảo Song Tử Tây khoảng 120 hải lý. Trên tàu có 54 ngư dân, trong đó 40 người đã được các tàu ngoài hiện trường cứu nạn an toàn. Hiện còn 14 ngư dân mất tích. Để khẩn trương kịp thời tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các ngư dân trên tàu cá gặp nạn, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung triển khai nhiều nhiệm vụ. Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị và lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai nhanh nhất các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ngư dân mất tích. Bộ Giao thông Vận tải được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân, các địa phương liên quan khẩn trương triển khai biện pháp tìm kiếm kịp thời, hiệu quả để cứu nạn, cứu hộ ngư dân. Với các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thủ tướng chỉ đạo rà soát các phương tiện vận tải biển đang neo đậu các hoạt động khu vực vùng biển trên, kịp thời huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn. Công điện của người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ, hiện nay tình hình thời tiết ở các tỉnh miền Trung rất phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm công điện về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý các đơn vị chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống nguy cấp, cứu hộ, cứu nạn có thể xảy ra với phương châm 4 tại chỗ.